Welcome to Unfocused Channel! And I can die. I'm warm, then I can die. Ice cream, then I can die. Để ăn kem để giao hàng xong, mọi người có thể đặt như bình thường. Ice cream. Nè mấy bạn ơi, mình nghe nói chị Búc chị mới mở một quán kem đó, mấy bạn có biết không? Thôi bây giờ bây giờ chúng mình cùng đi nào để mình thay áo lại nha. Chị bán kem thật nha mấy em. Hôm nay chị hồi nãy chị mới rửa đó. Rồi, chị sẽ lấy cái muỗng đổ vô đây. Chỉ có 2 cái ly kem thôi nha. Chị sẽ bỏ tiếp vô. Cho tay à, không sao. Chị sẽ ép. Kem đã để bao nhiêu lâu nay rồi. Chị sẽ ấn nè, ấn cho nó thành cục tròn luôn. Ơ nó chảy rồi. Rồi, tìm vô nha. Đây chính là nước của mấy em. Nước sầu riêng. Để cho mấy em uống đẹp da đó. Bây giờ sau khi uống xong, mình sẽ cho mỗi em một cây kẹo như thế này và mỗi cái kem. Rồi, em uống đi nha. Xong rồi, chị sẽ để cái ly ở đây, chị sẽ thử cho mấy em. Em là cây kiểu xanh, em là cây chậu gấu, em là cây kiểu trái tim, em là cái bánh. Em là bánh bắp rang. Em thích màu tím. Thì em là cây kem. Xong rồi. Mấy em, chị thưởng cho mấy em đó, mấy em ăn nha. Được rồi, tiền bỏ đây. Giờ bộ con này đi mua. Chị ơi, chị bán cho em một cái kẹo mút cam. Được rồi, đây, trả tiền. Chị sẽ trả tiền cho em. Ping. Được rồi. À mấy bạn, mình có một cái kẹo mút nè. Mâm ngon quá. Lạnh quá à. Nóng quá, mình phải cởi đồ thôi. Cởi đồ thôi, nhưng mà mắc cỡ lắm. Mình phải trốn đằng sau mấy chị này thôi. Chị ơi, cho em trốn với được. Được rồi, Messi, em trốn đi. Cho em trốn với chị Bà Tiếp. Được rồi, em trốn đi. Cherry. Đang là những người quen. Mình cắt đồ rồi, mình không còn gì hết. Yeah. Ôi trời ơi. Cho em trốn với. Được rồi, mà xích ra. Sao em phải trốn vậy, Melly? À, ông nóng quá nhưng mà em cởi đồ thì mắc cỡ. À ha. Được rồi. Em muốn ăn kem gì nè? À, ăn kem. Em muốn ăn kem vani. Còn em Missy. Ủa con này Missy hả bà? Missy. Còn em không, đây là Missy. Em có muốn ăn kem không? Dạ muốn. Được rồi, em là kem trà xanh nha. Còn em Cherry, em muốn ăn kẹo dâu. Em muốn ăn kem vani. Được rồi,
cho tôi một cái cây vani trà xanh và thêm một cái cây vani nữa. Cái này 5.000 tổng cộng là 15.000. 5.000 là 10, thêm 5.000 nữa là 15. Giỏi không? Đây rồi. Cảm ơn. Chị về rồi đây. Em ăn kem vani nè. Em là kem vani đúng không? Cho em ăn đi. Dạ đúng. Mâm. Ngon quá đi. Còn thích cây kem này không? Nó dễ thương. Cả ba cây kem luôn. Thấy mặt búp bèm. Ngon quá đi, ngon quá đi. Dính tùm lum miệng rồi nè. Rồi, thôi. Để tí nữa chị lấy giấy cho nha. Em ngồi đây nè. Cái vani. Em ăn xong chưa? Dạ chưa. Ngon quá đi. Rồi. Nước đi. Uống nước nè. Ngon quá. Rồi lại đây. Ngon quá chị ơi. Rồi lại đây. Tiếp theo kem của Missy, kem của Chaleo em ăn đi, mâm ngon quá đi. Thôi rồi, em ăn xong rồi đúng không? Em cũng ăn xong rồi chị. Được rồi, mấy em đợi đó nha, để chị lấy giấy cho. Lấy giấy lau. Em ăn xong rồi, tất cả ăn xong rồi đúng không? Dạ, đợi chị gọn. Gom vào đã. Được rồi. Quên nữa, em ăn cái gì? Chị ơi. Bán cho em một cây nào. Em muốn ăn kem gì? Em ăn kem dâu. Rồi, kem dâu cây hay là kem dâu bánh cây? Kem cây. Cây này đúng không? Ừ. Đây. Mâm. Trả tiền nè, 5.000. Ủa? Đây. Nào đút cho em nào. Rồi. Nhanh ra. Dính tìm lê miệng rồi đó nha. Để chị lấy giấy cho. Nè em cầm lâu đi. Nhanh. Bộ hôm nay chị bút chì bán ice cream. Ice cream. Ai mua kem đây. Ice cream. Kem đây. Tôi mua. Em mua gì nè? Em mua kem chocolate. Được rồi, kem bánh cây nha. Tại ở trong ba cái loại này không có kem chocolate là kem cây đâu nè. Em ăn bánh cây đi. Mâm ngon quá chị ơi. Mâm. Đợi con xíu. Mâm ngon quá chị ơi. Được rồi.
Cảm ơn chị nha, ngon quá. Nè, giấy nè. Ice cream, kem đây ice cream nóng nữa rồi. Dạ chị, em mua được rồi, để chị tắt nhà. Rồi em mua kem gì? Dạ, em mua bắp rang, hai hũ bắp rang nha chị, và ba cây kẹo. Được. À hai cây kẹo, à ba cây kẹo thôi chị. Kiểu gì? Kiểu cam, hai kiểu cam với một kiểu dâu đúng không chị? À, đúng không em? Dạ đúng rồi. Hai cái bắp rang. Ba cái kẹo. Em mua nhiều chứ? Đúng, em mua cho mấy em á. Rồi đợi chị tính xem. Hai cái này năm, ba cái này 5.000 là 15.000. Cái này với cái này là 10.000. Số tiền này là 25.000 đúng không? Không biết cộng. Đây em dạy em trả chị. Đây em cầm về nhé. Ôi nhiều quá. Thôi để chị cầm về cho. Rồi em muốn ăn kẹo kiểu dâu. Đây kiểu dâu đây. Mâm hết rồi, ngon quá. Rồi ok. Rang của bạn nè, bắt rang của em. Kẹo. Em muốn ăn kẹo. Em muốn ăn kẹo. Em à đúng rồi, cái nếu mà cái này nó chạy mình sẽ bỏ cái này lên bánh xe nha. Mấy bạn xem mình đây. Rồi mình coi cho nó chạy ha. Nếu mà chạy thì chạy rất là khó. Nên là mình sẽ để cái này vô, tại vì mình làm á, tại vì cái bánh này nó rất là dễ chạy nè, mấy bạn nhìn cái này trước nha. Đó nó chạy nhanh lắm nè. Cái này mình bỏ ra cho mấy bạn xem nha. Đó, nó chạy rất là khó nên mình bỏ vô nè. Đó, mình có thêm nặng vô thì cái này nó sẽ chạy chậm ha. Nên là mình làm nó không có bị chạy đi. Nếu mà nó rớt thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Thì mấy cái này mình nghĩ là nó sẽ bể giống như cây kẹo, giống như cây kẹo này nè. Mấy bạn thấy chỗ nứt không? Đó, chỗ nứt đó. Ủa trong điện thoại thấy không bà? Nè, chỗ nứt nè, ghê không? Nên là khi mà bắn xe lăn thì mình không nên lấy cây kẹo này. Nếu mà nó rớt thì cây kẹo này nó sẽ bẻ tanh mành ra. Nên là mình sẽ chú ý nha. Rồi mình sẽ đặt cái này lên. Mình có thể đặt cây kẹo này lên được. Nó cũng bể luôn cả xe đó. Nên là mấy bạn hãy cẩn thận nha. Lấy một vật gì mà nó khó, nó khó chạy á, thì mình sẽ đặt lên cái bánh xe này. Là nếu mà nhà mấy bạn có nhiều đồ á, thì đặt cả bốn, thì đặt cả bốn cái bánh xe luôn ha. Nhà mình không có nhiều nên là chỉ đặt một cái bánh xe thôi. Rồi bây giờ ha, tụi mình cùng chơi nha. Rồi giải cái chuyện cho em nè. Lộn em. Vậy mang đi. Ngon quá, dơ miệng rồi. Chứ mày tao ngồi kẹo không à. Được rồi, để chị lông miệng cho. Rồi em về chỗ nha. Dạ. À mẹ. À chị ơi, chị ơi. Xong rồi. Mấy bạn nhìn nè, mấy em ăn xong rồi đó. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi cất. Mình sẽ làm lại hai cái này. Ok. Em muốn nước, em muốn nước gì? Dạ nước cam. Được rồi, để chị lấy cái bánh đó vô liền nha.
chưa? Bà mở đầy rồi đó. Để chị đóng lại rồi mang đến nhà luôn nha. Để chị để cái chai này ngay đây đi. Xong rồi chị bỏ cái này vô. Owen, mình sẽ bỏ cái này ra nhẹ nhàng. Nếu mà cái này nó mà rớt xuống là đổ tan bành đó nha. Vì lần này mình bỏ rất là nhiều nước. Bây giờ mình sẽ đi thôi. Cẩn thận nha, coi chừng rớt đây. Ice cream gửi hàng đây. Kem gửi hàng đây. Kem đang gửi hàng đây. Ai muốn mua hãy đặt liền đi. Kem đây, kem đây. Ai muốn mua hãy mua liền. Kem đây, kem đây. Có người đặt hàng, hãy mua liền chứ không là phải đợi. Kem đây, kem đây. Đến nhà rồi. Em muốn không và uống em muốn không và uống xong. Cho em ra mua kem chứ. Ở đây, tới em này ra mua kem. Em mua gì nào? Không quên, khi mà có khách nào có bật. Em mua gì nào? Kem này, kem này. À, đó là kem đậu xanh. Được rồi, em mua kem đậu xanh đúng không? Cái này là 20.000. Trái tim, được rồi, cảm ơn em. Cái kem của em đây, ngon quá. Không mà phải cho anh vào đây. Ngon quá đi à. Rồi, được rồi. Để chỉ có một cái kem mới nè, chị sẽ để ở đây. Thế em ăn một cây nữa đi. Cái gì nè? Kẹo đi. Kẹo gì? Kẹo này nha. Đây, ngon quá đi. Xong rồi, đây chị. Không mẹ. Lâu. Cảm ơn chị nha, bye bye. Bye bye. Đi tiếp thôi. Kem tay ice cream đã giao hàng xong. Ice cream quán kem cũng có kẹo, kem, bắp rang, mì tôm, kem cây, kem bánh cây, đen rang rang rang, kẹo đây có nước cam đây. Bánh mì đây. Ai mua không? Thank you for watching.